thử lý giải ngày 8 tháng 3 dưới góc nhìn của vận số học à, chúng ta biết là à, số 8 nó là sự chủ động à, sự mạnh mẽ à, sự lãnh đạo hay là cái tố chất về làm ăn và kinh doanh à, số 3 là sự khôn ngoan khéo léo à, số 3 là sự hài hước hay là cái tư duy về logic à, có lẽ đấy cũng là hai cái điều mà À, người phụ nữ người ta yếu vì người phụ nữ thì hay nói về cảm tính người phụ nữ thì là chân yếu tay mềm hay là nói là cái người mà ở cái vế thấp hơn và khi mà chọn cái mùng tám tháng 3 có lẽ là um, uh, các cái uh, uh, tín hiệu của vũ trụ cũng gửi đến rằng là mong muốn người phụ nữ của chúng ta um, uh, trở nên mạnh mẽ trở nên khôn ngoan trở nên tinh tế và uh, giỏi giang hơn để cân bằng cái vị thế của họ với nam giới uh, chúc cho các chị em có một ngày phụ nữ được chồng hay là bạn là trai yêu quý mình hơn nếu mà chưa có bạn trai thì tìm kiếm được cái mảnh ghép của mình